Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Con gái Kim Ngân bật khóc khi thấy chỗ ngủ của mẹ, muốn đưa về nhưng không được. Mới đây, ca sĩ Cam Thơ, vợ nhạc sĩ Lê Quang và ca sĩ Trai Sai Phương Trinh đã livestream nói về tình hình của ca sĩ Kim Ngân. Trai Sai Phương Trinh tiết lộ: "Thật ra nhiều năm qua tôi vẫn giữ liên lạc với hai con gái của chị Kim Ngân. Đứa lớn của chị ấy là Mai Khanh, năm nay cũng 39 tuổi rồi. Đứa nhỏ là Thúy Anh, nhỏ hơn Mai Khanh mấy tuổi. Nhiều người hỏi tôi sao không liên lạc với hai đứa con chị Kim Ngân để đưa chúng đến gặp mẹ. Tôi đã từng làm một lần cách đây mấy năm rồi. Tôi có tìm hai đứa con chị Kim Ngân để nói chuyện. Nghe tôi khuyên xong, chúng cũng đi kiếm mẹ. Nhưng chị Kim Ngân không nhớ gì cả, la lối sùm, phải kêu cảnh sát tới. Hai đứa con gái có hỏi cảnh sát xem có cách nào đưa mẹ chúng vào viện tâm thần không. Tới khi cảnh sát vào hỏi, chị Kim Ngân lại tỉnh táo nói chuyện đâu ra đó, không la lối chửi bới gì hết. Cảnh sát hỏi gì chị Kim Ngân trả lời như thế. Vì thế nên cảnh sát không có quyền đưa chị ấy vào viện tâm thần. Luật ở Mỹ bảo vệ nhân quyền rất nghiêm. Nếu chị Kim Ngân không làm hại đến ai, không vậy phá thì không ai được làm gì chị ấy. Hai đứa con gái thấy thế đành bỏ cuộc đi về. Sau đó tôi có cho hai con gái chị Kim Ngân coi clip quay lại được về chỗ ngủ của chị ấy. Đứa lớn coi xong bật khóc, đứa nhỏ thì lảng tránh, vừa vào nhìn một cái là bỏ đi. Đứa lớn bảo với tôi: "Con rất muốn giúp mẹ nhiều lần, nhưng lần nào mẹ cũng la lối chửi bới. Con không biết phải làm sao, cảnh sát cũng bó tay vì mẹ con vẫn tỉnh táo. Chứ tụi con sẵn sàng đưa mẹ về để lo cho mẹ, nhưng mẹ không chịu. Về tài chính thì hai đứa con chị Kim Ngân dư sức nuôi chị ấy, vì đứa nhỏ làm quản lý cho một hệ thống ngân hàng lớn. Là người lớn tôi chỉ biết khuyên các con chị Kim Ngân như vậy thôi, chứ chẳng biết làm gì hơn, vì con nào chẳng thương mẹ. Chúng cũng cố gắng nhiều lần rồi nhưng thất bại nên mới bỏ cuộc. Về phía mình, chị Kim Ngân không nhớ Mai Khanh là ai, nhưng trong tiềm thức vẫn nhớ tên con gái mình rồi nhắc đi nhắc lại hoài." Trai Sai Phương Trinh cũng bày tỏ sự lo lắng của mình với Thúy Nga và Kim Ngân. Cô nói: "Tôi thấy Thúy Nga làm như vậy là rất cố gắng hết sức rồi, vì không ai theo sát được chị ấy khi chị ấy có thể lên cơn bất cứ lúc nào." Mới đây Thúy Nga kể: "Chị bỏ chị Kim Ngân một ngày đi lo công việc thôi, mà lúc gặp chị ấy chửi tùm lum quá trời, chửi đổng liên tục, rồi lên thẳng xe bếp, không thèm ngồi xe Thúy Nga. Tôi chỉ sợ Thúy Nga không đi được hết con đường với chị Kim Ngân, vì sau này phải về Việt Nam diễn nữa, Thúy Nga cũng phải trở lại cuộc sống bình thường, không thể bắt đi theo chị Kim Ngân mãi được. Nếu mới không gặp một ngày mà chị Kim Ngân đã giận, thì tôi sợ sau này Thúy Nga về Việt Nam vài tháng, không biết Kim Ngân sẽ như thế nào." Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.